Mọi người ơi, mình đang ở trên một cái cabin đi lên cáp treo và đi lên bàn đá hưu thì khoảng 30 phút. Và mọi người biết sau mình thường thì một cái cabin cáp treo này sẽ chứa được khoảng tầm 5 cho đến 6 người. Tuy nhiên mùa này ấy, thì các bạn có một cái không gian riêng như thế này, giữa mây trời núi đồi, các bạn có thể ngồi nói chuyện tâm sự với nhau, có thể chụp ảnh. Mọi người thấy không, ở bên dưới này, ở bên dưới rất nhiều cây cối ấy. Giống như là người ta đang giữ nguyên sinh hẳn luôn, chứ người ta không hề bị tác động bởi con người ấy, nên là rừng rộng các thứ vẫn còn y hệt như lúc đầu. Bây giờ thì sẽ về nhận phòng trước và sẽ đi ăn, đi về cất đồ đã. Mình sẽ đi một lần cáp nữa mọi người ạ, nhưng mà cáp lần này là cáp hình tròn và có chỗ vị như này. À, đến phòng rồi nè. Đây, phòng mình đây. Let's go. Wow. Wow, mọi người. Đỉnh của đỉnh luôn. Ở đây là có ổi, thanh long, dưa hấu. Và đây là đồ ăn vặt. Mít sấy, đậu phộng và gà. Làm luôn, lon cho tỉnh. Một cái view rất đẹp. Nên là mình nghĩ là mùa này đi du lịch là hợp nhất, bởi vì nó không quá đông, rộng rãi, thoáng đãng hơn, là mình có thể tự làm theo ý mình. Đây là một cái nhà hàng mà nó mà phong cách giống như là kiểu bia tư của Đức ấy. Trưa nay chúng ta sẽ ăn buffet ở đây. Bia Plaza. Gà kho gừng nè mọi người, một cái món rất là dân dã của mẹ nấu. Mình sẽ ăn thử một chút. Chả cá nhồng, súp nấm. Nghe tên hay không? Nghe tên rất là son chảy. Mặc dù là mọi người thấy ở xung quanh mình đang rất là đông người, nhưng mà đồ ăn sẽ được refill liên tục và thức ăn rất là đa dạng. Mình thấy từ nãy giờ mình đi mà nó vẫn chưa hết món, rất là nhiều món ở đây ấy. Về bán thôi. Bữa chiều chúng ta là một bữa buffet và đây là những đồ mà mình đã lấy được ở cái gian buffet rất nhiều ở đằng sau ấy. Ốc này rất là đắt hàng, từ nãy giờ mình thấy mọi người ăn ốc liên tục luôn á, và nhất là các mẹ các chị. Chả giò. Đây là vườn hồng mọi người ạ. Vườn hồng này sẽ nằm ở bên cạnh Starbucks. Thì cái Starbucks này nó giống như là một cái tòa lâu đài của nàng công chúa của trong rừng. Và bên cạnh thì có một vườn hồng giống của Beauty and the Beast. Ở đây mình thấy rất là mát bởi vì nó có mái vòm này, xong rồi hoa các thứ. Và các bạn có thể mua cà phê Starbucks ở đây và đi ra đây ngồi với mấy cái băng ghế đá này bên vườn hồng, xong rồi ngồi tâm sự nói chuyện các thứ sẽ rất là lãng mạn. Đây là tàu lên núi mọi người ạ. Và cái tàu này thì sẽ dẫn mình từ cái chỗ Bà Nà Hill ấy đi lên cầu vàng khoảng tầm 10 phút thôi. Và các bạn sẽ được lên một cái tàu như thế này, có khoảng tầm 3 tầng để các bạn ngồi. Nhưng mà góc này thì đẹp bởi vì các bạn sẽ nhìn được quang cảnh rồi cây cối các thứ xung quanh hai bên đường luôn. Người ta nói đúng ấy mọi người ạ. Bà Nà Hill kiểu đường lên tiên cảnh, từ hồi nhỏ là mình đã xem được cái quảng cáo đấy rồi. Nhưng mà chưa bao giờ lên đây, hôm nay là lần đầu tiên ấy. Đúng kiểu gu của mình là lạnh, lãng mạn, hoa hoa các thứ. Mọi người nhìn nhé, cái bó cặp tú cầu này rất to. Nó to hơn mặt mình luôn á. Mọi người thấy tầng tầng lớp lớp núi không? Và mỗi màu nó đều xa 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 nhau dần và nó nhạt dần ấy. Đặc biệt là mùa này thì đang khá là vắng người, nên là mọi người có thể cảm thấy chỗ này là dành riêng cho các bạn, của các bạn luôn. Các bạn, đây là thế giới của riêng mình các bạn ấy. Mọi người biết không? Theo quan niệm của Pháp ấy, khi mà các bạn gặp những cái hồ nước, những cái đài phun nước như thế này nè, thì nếu như mình có tiền xu ấy, mình hãy búng vào trong cái thác nước này và chúng ta sẽ có một điều ước, và điều ước đấy sẽ thành hiện thực nếu như các bạn mà không kể với ai cả. Tuy nhiên, Việt Nam mình thì bây giờ đổi thành tiền giấy hết rồi, nên là chúng ta không còn tiền xu để búng nữa.
các bạn có thể nhìn thấy xung quanh mình, gọi là làng Pháp. Tại sao lại gọi là làng Pháp? Là bởi vì tất cả những cái lối kiến trúc này ấy, hồi xưa là khu nghỉ dưỡng thuộc Pháp. Và sau khi mà Việt Nam thống nhất thì chúng ta đã trùng tu lại và biến nó thành một khu nghỉ dưỡng như thế này, là ở Bàn Là Hill ấy. Và đây thì các bạn thấy không, nó vẫn giữ nguyên cái lối kiến trúc của Pháp, rất là đặc trưng và cũ kỹ, và nó mang hơi hướng kiểu châu Âu một tí. Thế nên là mình đâu cần phải đi ra ngoài nước ngoài thật là xa đâu, chỉ cần đến Bàn Là Hill và đến Đà Nẵng thôi. Mọi người biết không, khi mà các bạn đi Bàn Là Hill vào dịp này ấy, hãy mang thật nhiều đồ đẹp vào, bởi vì tất cả những khung cảnh ở đây mình cảm giác như là chụp ảnh được rất là đẹp, bởi vì nó theo hơi hướng Tây và châu Âu ấy. Nên là mình khuyên các bạn là nếu như mà mang đồ ấy, thì mình nên mang hai gam màu chủ đạo là màu trắng và màu đỏ. Đấy, đấy là mẹo mặc đồ của mình. Khi mà mình trước khi đi ấy, mình đã tìm hiểu sơ rồi thì mọi người chỉ như thế. Lem lem, bắt đầu bữa tối thôi. Đây là bữa tối ở nhà hàng MQ. Đây là món khai vị, và hình như ở dưới là bánh mì thì phải, ở trên là thịt bò. Ở bên dưới mặt bánh mì rất giòn, và bên trên là có thịt bò mọi người đã ướp rồi ấy, và có cả một ít rau nữa thay cho món salad. Đây là món chính của chúng ta ngày hôm nay. Ở bên dưới là có khoai tây nghiền thì phải, một cái đùi gà nóng hổi luôn. Thịt gà này khá giống như là gà hầm, mà nó vẫn tơi ra thành từng thớ này, nhưng mà cái vị thì nó rất mềm và kiểu dễ ăn ấy. Cái nước sốt này cũng rất ngon bởi vì nó đậm đà. Đây là món tráng miệng, bánh blueberry cheesecake, whipping cream ấy, hơi nhiều và khá ngọt. Nói chung là hôm nay thì mình ăn 4 món tất cả, và một bữa tối cũng đầy đủ chất. Và mai chúng ta sẽ cố gắng dậy sớm để đi đón bình minh ở Bà Nà. Không biết là ở đây cũng có nhìn thấy bình minh không, nhưng mà hy vọng là có. Và ngày mai sẽ đi chơi nhá. Yes. Bia thì ăn xong. Buổi sáng nay chúng ta sẽ có bánh ngọt. Mình đã order sáng nay, rất là xinh luôn ấy mọi người, đi coi các thứ rất là đẹp, đáng yêu nhỉ. Hôm nay nhất định là sẽ phải chơi trò chơi, bởi vì sáng nay thì đã không dậy đủ sớm để mà xem bình minh rồi. Đi đây. Thật sự là một bữa sáng đủ chất. Yes, 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 yes. Cái này giống ở Đại lộ Danh Vọng ở Mỹ, đúng không? Nhưng mà ở đây có chữ Bà Nà Hill, chứ không phải là một nhân vật nào đấy nổi tiếng, mà là một địa điểm nổi tiếng. Chào mừng mọi người đã đến với khu tự sáp của Sun World Bà Nà Hill. Đây, hình như là ở đây sẽ trưng bày những tự sáp mô phỏng lại những người nổi tiếng thế giới, ví dụ như là Michael Jackson, Barack Obama, Transformer, Bumblebee, chan 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 chan. Và thường ấy thì một vé ở đây ấy, vé tổng ở bên ngoài người lớn là 750 gì đấy, nhưng mà mùa này thì người ta sẽ giảm rất là nhiều, nên là các bạn nếu mà tranh thủ đi mùa này thì sẽ chơi được tất cả các trò trong đây luôn. Đường này sẽ dẫn mình đi xuống cái ván trượt ấy, trượt rất là dài. Và hôm bữa khi mà mình đi cáp treo, mình có thấy cái đường trượt rồi, cái đường trượt nó uốn lượn uốn éo đi quanh cái mỏm núi ấy, nhưng mà nó rất là vui. Còn ở Bà Nà Hill thì mình chưa đi bao giờ, nhưng mà nghe nói là rất là mát. Tàu lượn siêu tốc không? Đúng Mà thật ra thì từ nãy giờ mình thấy đi ở khu vui chơi này có rất nhiều bạn trẻ nhỏ 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 này này, chắc chắn là các bạn sẽ rất là thích khu này. Đây là một cái công viên Kỷ Băng Hà, mô phỏng lại cái quãng thời gian mà khi mà loài người trước khi xuất hiện ấy là có khủng long như thế nào các thứ ấy. Theo như mình được biết ấy, thì mấy cái con khủng long mà kiểu thằn lằn này nè, nó sẽ rất là hiền. Và thường những cái con như này nè, cổ dài ấy, thì nó sẽ chỉ ăn cỏ thôi. Còn những cái con mà nó kiểu nhìn nó hung dữ và nó có hàm răng sắc ấy, kiểu nhìn nó hổ báo hơn thì nó sẽ rất là dữ. Đây, con này là khủng long bạo chúa trong truyền thuyết. Và những con này ấy, thì thường là rất là đanh đá. Đây là thời kỳ khủng long nè, và sau khi kết thúc thời kỳ khủng long xong
thì chúng ta sẽ đến thời kỳ, cái này là thời nguyên thủy, là đã có người tối cổ này, đã biết dùng lửa rồi và đang đánh đá để làm lửa này. Ủa sao mình giống như là cô giáo dạy lịch sử vậy mọi người? Nhưng mà chung là cái cách mà mọi người tái dựng về cả âm thanh và hình ảnh và những cái cử động của con vật ấy rất là đẹp. Và thế là mình đã trải nghiệm xong những ngày cực kỳ hoành tráng ở sân vua Bà Nà Hill. Thật ra thì đây là lần tiên mà mình đến đây. Tuy nhiên mình cảm thấy ở chỗ này rất là đẹp và rất là thích ở đây ấy, bởi vì đồ ăn rồi phòng khách sạn các thứ đều rất là tốt và rất là đỉnh, rất là xịn ấy. Mình thật sự rất là thích ở đây. Không khí, khí hậu rất là trong lành. Và nếu như mà các bạn mà đi được trong cái mùa này ấy, mình sẽ được tận hưởng những cái dịch vụ tốt hơn này, chu đáo hơn, bởi vì đang khá là vắng và mọi người cũng có thể có những cái không gian riêng tư hơn và chụp ảnh cũng không bị dính người nhiều này. Mình chỉ cần cầm thật nhiều quần áo đẹp đi và hy vọng là chúng ta sẽ có dịp lên Bà Nà Hill lại một lần nữa trong thời gian không xa. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy như thế nào về nơi này và cũng như là video này thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên là nếu như mà sắp tới các bạn muốn mình đi đâu đấy thì cũng để lại comment ở bên dưới luôn. Và bây giờ thì tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những số vlog tiếp theo trên kênh Chi Sally. Bye.